Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Ngay sau đây xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá sáng sớm ngày hôm nay, mùng 10 tháng 9 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Thua Việt Nam, báo IMN nói về U23 Việt Nam, chốt luôn kết quả với U23 Singapore. U23 Malaysia đại thắng, đẩy U23 Thái Lan vào thế khó. U23 Indonesia đại thắng với tỷ số không ngờ. U23 Việt Nam để lại nỗi lo lớn sau chiến thắng trước U23 Yemen. Mời các bạn cùng đón nghe. U23 Việt Nam để lại nỗi lo lớn sau chiến thắng trước U23 Yemen. Các bạn thân mến, không khó để cho nhiều người hâm mộ nhận thấy là đội tuyển U23 Việt Nam là chưa thực sự chơi tốt như chờ đợi, ít nhất là khả năng cầm bóng và tổ chức tấn công trước U23 Yemen. Chỉ có sự xuất sắc của Văn Việt thì mới giúp cho đội chủ nhà là không bị thủng lưới hiệp 1, và có khá nhiều bình luận của người hâm mộ đã xuất hiện trên trang chủ của VFF với quan điểm là thất vọng. Cụ thể, ở trận vừa qua thì phút thứ 33, An Sarafi đã thoát xuống đối mặt với Văn Việt, nhưng anh này không thể ghi bàn. Sau đó, cầu thủ này tiếp tục lại khiến cổ động viên Việt Nam phải thót tim với pha dứt điểm ở phút bù giờ thứ hai. Văn Việt tiếp tục lại chơi hay để cứu thua cho đội nhà. Sau chiến thắng 6-0 trước đội lót đường là U23 Đảo Guam thì rõ ràng không nói lên nhiều điều về lối chơi của U23 Việt Nam. Các đường truyền và khả năng tổ chức tấn công vẫn tồn tại nhiều hạn chế trước Yemen. Có thể nói, mang đến nỗi thất vọng lớn dành cho U23 Việt Nam dù là được đánh giá cao hơn so với đối thủ và chúng ta lại có lợi thế được chơi tại sân nhà. Ở hiệp 2 thì U23 Việt Nam là chơi có phần khởi sắc, tạo ra một số tình huống đáng xem nhưng mọi thứ vẫn chỉ dừng ở mức là cơ hội. Khoảnh khắc tạo ra thực sự khác biệt đó là tình huống đá phạt góc ở phút 84 khi Vĩ Hào đánh đầu làm tung lưới U23 Yemen để mở tỷ số của trận đấu. Bàn thắng này giúp cho U23 Việt Nam đánh bại Yemen 1-0 và qua đó chúng ta chính thức giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á. Vấn đề cần nói là Yemen không phải đối thủ mạnh tại tầm châu Á, chưa thể nằm trong nhóm các đội có đủ khả năng để tranh vé Olympic 2024. Nhưng mà U23 Việt Nam chưa cho thấy được hình bóng của đội bóng mà ông Philippe Jouzier tuyên bố là sẽ nâng tầm châu lục hay là vươn ra thế giới và có mục tiêu là dự Olympic 2024. Nếu tiếp tục thể hiện cách chơi như hiện tại thì U23 Việt Nam khó làm đối thủ những đội bóng mạnh như là Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Uzbekistan ở vòng chung kết U23 châu Á. Cần nhớ là ông Philippe Jouzier không còn rơi vào cảnh là chân ướt chân ráo mà đã có gần 6 tháng nắm đội tuyển U23 với thất bại đáng nói tại SEA Games 32 và mới đây là vòng loại U23 châu Á, giải đấu thứ 3 của ông thầy người Pháp và các học trò. Các bạn thân mến, đả bại U23 Yemen, U23 Việt Nam chính thức giành tấm vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Điều này đồng nghĩa là trận cuối gặp U23 Singapore chỉ còn mang tính chất là thủ tục với thầy trò ông Philippe Jouzier. Sau trận đấu, huấn luyện viên Philippe Jouzier bày tỏ sự hài lòng cho biết: "Tôi hài lòng khi chúng tôi đạt được mục tiêu đề ra là có vé dự vòng chung kết U23 châu Á ở Qatar. Đương nhiên thì tôi vẫn muốn các cầu thủ của tôi là tiến bộ hơn nữa trong tương lai. Tôi cũng tự hào về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Yemen lựa chọn lối đá phòng ngự số đông và phản công trực diện. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng khi đối thủ đã chơi tốt." Bên cạnh đó thì nhà cầm quân của tuyển U23 Việt Nam cũng không quên dành lời khen ngợi cho Bùi Vĩ Hào chân sút ghi bàn thắng duy nhất giúp cho U23 Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á. "Tôi không gọi những cầu thủ ngồi ngoài sân là những cầu thủ dự bị. Họ có thể vào sân và tỏa sáng. Như Vĩ Hào chẳng hạn, cậu ấy được tung vào sân và đã ghi bàn quyết định mang lại chiến thắng. Tôi muốn các cầu thủ có sự tuân thủ nhất định về bài và khuôn mẫu chúng tôi đã tập. Trước đây thì những bàn thắng của Việt Nam thường là đến từ đột phá hay là nhờ may mắn. Tuy nhiên tôi muốn chúng ta phải chơi liền mạch, phải bỏ động tác thừa. Trên thế giới họ luôn chuyền bóng và chơi bóng liên tục. Ở Việt Nam thì chỉ có khoảng 20% là bóng thực sự lăn, còn lại là các pha bóng chết, các pha phạt góc, đá phạt hay là phạm lỗi. Ở thời điểm này tôi khẳng định là có khoảng từ 10 đến 15 cầu thủ U23 Việt Nam có thể đá chính trên đội tuyển quốc gia. Ý kiến này dựa trên những gì mà tôi quan sát được, sự thể hiện của các cầu thủ ở trên sân trong nửa năm qua. Tôi muốn các cầu thủ thi đấu tốt hơn nữa, cải thiện hơn nữa để hướng đến vòng loại vào tháng 11 sắp tới." Ông Philippe Jouzier chia sẻ thêm. Sau trận đấu thì tờ Aden Times của Yemen đã tỏ ra tiếc nuối cho đội nhà vì đã để thua ở những phút cuối. Tờ này nhận định là U23 Yemen bước vào trận đấu thứ hai ở bảng C thuộc khuôn khổ vòng loại U23 châu Á
2024 với chủ nhà U23 Việt Nam được đánh giá là đội mạnh hơn và ứng viên cho suất đi tiếp. Màn đọ sức giữa hai đội cũng được xem là có ý nghĩa quyết định đến tấm vé đi tiếp đến vòng chung kết U23 châu Á 2024. Và với tính chất đó thì trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu. Đoàn quân của ông Miroslav Sokap là không hề tỏ ra e ngại đội chủ nhà. Bằng chứng là dù thời lượng kiểm soát bóng ít hơn hẳn so với chủ nhà U23 Việt Nam, nhưng với mũi nhọn Maher, U23 Yemen có những cơ hội ăn bàn rõ rệt, nhưng đáng tiếc là không thể chọc thủng lưới U23 Việt Nam. Tuy nhiên thì một chút mất tập trung ở cuối trận, U23 Việt Nam đã có bàn mở tỷ số và cũng là bàn duy nhất của số 11. Như vậy là U23 Việt Nam có 6 điểm, U23 Yemen có 3 điểm. Lượt cuối, Việt Nam sẽ gặp Singapore, trong khi đó thì Yemen sẽ gặp Đài Loan. Và thực tế, U23 Yemen chỉ có thể phấn đấu giành một trong 4 suất nhì xuất sắc nhất để có vé vớt đến vòng chung kết. Còn chủ nhà U23 Việt Nam đã chắc suất đến vòng chung kết. Hiện tại thì cũng rất khó để cho Singapore làm được điều gì đó trước Việt Nam và sẽ là một thắng lợi dễ dàng nữa cho đội chủ nhà ở lượt cuối. Trang Arendtime bình luận. U23 Indonesia thắng với tỷ số ít ai ngờ, rộng đường đến vòng chung kết châu Á. Các bạn thân mến, phải đến loạt trận thứ hai ở bảng K thì U23 Indonesia mới xuất trận gặp đối thủ bị đánh giá yếu hơn hẳn là U23 Đài Loan. Trước trận này thì chiến thắng sớm được dự báo là nghiêng hẳn về U23 Indonesia, bởi là về mặt đẳng cấp và lực lượng thì U23 Indonesia hơn nhiều so với U23 Đài Loan. Thầy trò ông Shin Dae-young cũng là chủ nhà của bảng K, có lợi thế về mọi mặt từ sân bãi đến người hâm mộ. Nhưng hẳn là ít ai nghĩ U23 Indonesia lại thắng đậm như vậy trước U23 Đài Loan, đến tận 9 bàn không gỡ. Ngay ở phút thứ 2 thì Marcelino đã ghi bàn mở tỷ số cho U23 Indonesia, đến phút thứ 6 thì Sanata nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Với trình độ vượt trội hơn hẳn, U23 Indonesia hoàn toàn lấn lướt U23 Đài Loan. Các học trò của ông Shin Dae-young phối hợp với tốc độ rất nhanh. Những guồng chân của các cầu thủ thường xuyên bỏ lại các cầu thủ đối phương ở phía sau. Trong các pha tranh chấp tay đôi thì cầu thủ chủ nhà cũng tỏ ra là vượt trội. Nhờ vậy mà ở các phút 19, 29, 40, 56, 58, 78 và 85, thêm các cái tên như là Struck, Witan, Rio, Bagot, Marcelino là Kudup, Hoki, Ahan ghi bàn cho đội chủ nhà. Với chiến thắng chung cuộc đến 9-0, U23 Indonesia nắm lợi thế lớn để giành ngôi đầu bảng K. Trước trận thì U23 Turkmenistan chỉ thắng U23 Đài Loan là 4-0. Như vậy là tại lượt cuối thì U23 Indonesia chỉ cần hòa U23 Turkmenistan là sẽ có vé trực tiếp đến vòng chung kết châu Á. Tuy nhiên, U23 Indonesia lại mang tham vọng rất lớn ở giải châu Á tới đây. Họ thậm chí muốn lọt vào top 3 đội mạnh nhất để có vé dự Olympic Paris 2024. Vì vậy mà thầy trò ông Shin Dae-young chắc chắn là sẽ muốn thắng U23 Turkmenistan để đứng đầu tuyệt đối tại vòng đấu bảng, cổ vũ tinh thần cho vòng chung kết. Và theo lịch thi đấu thì U23 Indonesia sẽ thi đấu với U23 Turkmenistan vào lúc 19 giờ ngày 12 tháng 9. Đây dự đoán sẽ là trận hấp dẫn và U23 Indonesia nhiều khả năng sẽ gặp khó khăn chứ không thể dễ dàng như là trước U23 Đài Loan. Malaysia đại thắng đẩy U23 Thái Lan vào thế khó. Các bạn thân mến, tại bảng H của vòng loại U23 châu Á 2024 ở trận đấu sớm thuộc lượt thứ hai thì U23 Malaysia đã thắng tưng bừng 4-0 trước U23 Philippines. U23 Malaysia đã vươn lên dẫn trước 1-0 trước U23 Philippines trong hiệp 1. Sau giờ nghỉ thì đội bóng này tiếp tục có thêm 3 bàn nữa để kết thúc thắng lợi 4-0 chung cuộc. Như vậy là Malaysia đã có 6 điểm cùng với hiệu số là dương 6 sau 2 lượt trận. Thắng lợi của Malaysia buộc Thái Lan phải đánh bại U23 Bangladesh tại trận đấu diễn ra muộn hơn. Hiện thì trước trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Bangladesh, Thái Lan có 3 điểm cùng hiệu số dương 5. Nếu muốn có lợi ở lượt quyết định gặp chính U23 Malaysia thì Thái Lan cần phải thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên trước Bangladesh. Khi đó thì chủ nhà của bảng H vòng loại U23 châu Á mới có thêm cơ hội thi đấu với U23 Malaysia. Lúc bấy giờ thì tiểu vai chiến chỉ cần không thua trước Malaysia là chắc chắn giành quyền đến vòng chung kết. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.